Có việc cho cậu làm ngay. Nè, việc này khá quan trọng. Ngoài cậu ra, chị không tin tưởng giao cho ai. Dạ, em nghe anh ba. Dạ. Anh ba gọi. Dạ, em nghe anh ba. Dạ, em đồng ý. Dạ, em rõ. Dạ, em không bao giờ làm cho anh ba thất vọng đâu. Dạ. Dạ. Nè, cậu đã nghe xong ý của anh ba rồi chứ gì? Vậy giờ cậu có thể về. Mọi thứ anh ba đã chuẩn bị sẵn hết. Cứ theo lộ trình mà tiến hành đi. Dạ. À, Phan, chúc thượng lộ bình an. Nè, nhớ, đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhặt. Hãy nhớ những gì anh ba dặn. Dạ, cảm ơn chị. Em đi nghe chị. Em đi nghe. Nó đi đâu vậy? Miền Tây Kiên Giang. Để làm gì? Thủ tiêu Quỳnh Ly. Tại sao phải xử nó? Con nhỏ nó nhìn đẹp mà, xử nó thì uổng lắm. Cái con nhỏ này đáng chết rất nhiều lần. Nó hả? Bị bọn cướp mua chuộc rồi. Nó bị cướp mua chuộc hả? Chuyện này có chắc chắn không? Anh thấy con nhỏ này nó không có gan mà dám đối đầu với anh ba đâu đó. Nè, để cứu mình á, chuyện gì nó cũng dám làm hết. Gần đây á, Đào quay bị bắt quả tang mấy lần. Nếu không phải nó thì ai biết hoạt động của em chứ. Mẹ nó, đúng là đàn bà mà. Ờ, thì anh nói là nói mấy con chó ghẻ kìa, không có đại nghĩa giang hồ gì hết, không có nói em. Cái thứ làm việc hai mặt như nó, chết là cái chắc. Em cứ tưởng nó trốn không làm việc cho mình, đi làm chỗ khác. Ai về lần này nó dám quay về đây, phá đám việc làm của mình đó chứ. Anh nghĩ khi anh Hùng gặp mỹ nhân, anh sợ thằng Phan nó không đủ dũng khí để nó ra tay với con Quỳnh Ly đâu. Đó chính là đòn tâm lý của anh ba, muốn thử thách lòng trung thành và tài năng của nó. Hay, anh ba đúng là cao tay ấn thiệt. Một ná hai chim. Một khi mà ba đã ra tay, tất cả sẽ trở thành bọt biển hết. Anh Phan, anh Phan. Ờ, tụi em là lính của anh Hưng. Dạ. Lính anh Hưng. Dạ. Dạ. Sao tụi bay tới đây? Có chuyện gì quan trọng không? Dạ, tụi em phải lo cho anh đi đến nơi về đến chốn chứ. Anh Hưng kêu tụi bay canh chừng tao hả? À, làm gì có chuyện đó anh. Đâu có đâu anh. Tại anh Hưng lo cho anh, chỉ sợ công việc anh chưa xong mà anh lại bị cái gì khác á, rồi anh Hưng gánh không nổi với đại ca, cho nên mới kêu tụi em tới đây bảo vệ cho anh. Vậy đó. Tao cần dạ. đách gì mấy thằng nhóc như tụi bay bảo vệ cho tao. Biến hết đi cho tao nhờ. Dạ.
Dạ anh. Vậy đâu được anh, đâu có được. Em rất tiếc là lần này em không thể nào nghe theo lệnh của anh Phan được. Bởi vì anh Hưng sợ anh đi đường về mệt, cho nên là mới sai tụi em đi theo hộ tống anh đó. Tụi bay cùng đi với tao hả? Dạ. Anh đừng nóng. Tụi em không có muốn làm cho anh bực mình đâu. Nhưng mà tụi em dân lệnh của anh Hưng, hộ tống anh ra sân bay gấp, chứ không thôi là trễ chuyến bay đó. Cái gì? Đi miền Tây Kiên Giang mà cũng đi máy bay nữa hả? Dạ đúng rồi anh. Thôi bây giờ như vậy nè anh Phan, theo mệnh lệnh của anh Hưng á, mời anh đi gấp giùm em nha. Dạ. Thôi được rồi, đợi tao chút đi. Khoan anh. Tụi bị làm cái gì vậy? Bây giờ tao vô phòng cũng không được sao? Nếu tao không vô thì làm sao sửa soạn được? Anh Hưng, tại sao anh lại đối xử với tao như vậy chứ? Thôi được rồi, để tao gọi điện cho anh Hưng hỏi anh thử coi. Anh đừng gọi điện cho anh Hưng, mất công lắm anh. Anh Hưng đã nói với tụi em rồi, phải kêu anh nhanh chóng ra sân bay, đi liền ngay bây giờ. Vé máy bay đã chuẩn bị, khách sạn đã chuẩn bị hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ mời anh đi thôi. Dạ, nói tóm lại là mọi chuyện đã chuẩn bị từ A đến Z rồi. Bây giờ cái quan trọng là anh hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Thôi được, nhưng ít nhất tụi bay cũng phải để cho tao vô tắm một cái chứ. Mình mẩy tao hôi như vậy, đi ra ngoài đường lỡ ngồi gần ai thì sao? Giả lại tao cũng phải lấy vài bộ đồ để đi nữa chứ, làm cái gì mà gấp dữ gì cũng biết. Mày thấy sao? Thì kệ bà đi chứ sao, tao nghĩ nó không dám lừa mình đâu. Hả? Mày dạ. Nói cái gì? Dạ. Ý tụi em là anh muốn làm gì á thì tùy anh. Dạ. Tụi bay làm gì vậy? Tụi em tính vô chung với anh. Đồ mất dạy. Cái này là tao không nhìn nổi rồi nha. Nếu tụi bay vô thì còn cái gì là cá nhân của tao nữa hả? Tao đi tắm, đảm bảo với hai đứa bay là tao tắm rất là nhanh, được chưa? Dạ thôi bây giờ tụi em đứng ở đây để anh Phan trong vòng 10 phút nha. Nếu như mà anh Phan sau 10 phút mà chưa chuẩn bị xong thì tụi em phải bắt buộc vào chổng mời anh Phan ra. Thôi được rồi, đợi tao đi, tao tắm 10 phút thôi, nhanh lắm. Dạ. H1 đi miền Tây Kiên Giang tìm Quỳnh Ly Khử, xin cho ý kiến. Dạ sao? Vô hả? Nghe cái. Anh Hưng có mấy thằng em tốt ha. Đúng giờ không hai chú em? Dạ anh Phan đúng là người có uy tín. Mời anh. Dạ mời. Dạ mời anh.
Nghe nè anh ba, bây giờ thằng Phan nó đi chưa? Dạ đi rồi anh. Nó đi khi nào? Cách đây 4 tiếng. Mày có chắc không? Dạ chắc chứ. Nó không giao tiếp điện thoại chứ? Dạ không. Vậy thì được. Mày chuẩn bị đi. Hàng đã về, tuy ít nhưng lúc này rất cần. Trên tinh thần phải sẵn sàng. Khi nào tao có tin sẽ cho người tới lấy ngay. Hàng có rồi hả anh ba? Ủa vậy sao anh không kêu thằng Phan nó nhận? Tại sao lúc nào mày cũng thằng Phan vậy? Tao cố tình đẩy nó đi để chuyến hàng này cho tụi bay làm đó. Mày gọi thằng Thành Trắng phụ mày, nghe chưa? Dạ. Em xin lỗi anh ba. Em biết rồi anh ba. Em chờ tin của anh. Tuấn, chào anh. Anh tới đây hồi nào vậy? Cũng hơn cả tiếng rồi. Nhưng mà phải về khách sạn nhân phòng của tụi nó đặt, chứ không để tụi nó nghi ngờ. Sao không hẹn chỗ nào kín đáo hơn? Ở đây là tụi nó phát hiện ra thì sao? Anh yên tâm đi. Lúc này trước khi tới đây em chạy mấy vòng rồi, không ai theo dõi đâu. Cậu xuống đây hồi nào? Chú nghe anh báo tin nên chờ em bay xuống đây một chuyến. Có cần uống một ly cà phê cho tỉnh táo không? Dạ thôi, mình đi luôn anh. Đi. Dạ. Tính tiền. Mình đi. Là chỗ này đó hả? Dạ, anh đợi em nghe. Sao rồi? Anh ơi, Quỳnh Ly đi đâu? Khóa cửa rồi anh. Bây giờ phải làm sao đây? Đợi em chút, để em gọi điện chủ nhà đã. Dạ, con chào chú Tư, con Tuấn nè chú. Dạ, con đang đứng trước cửa nhà Quỳnh Ly nè chú. Dạ. Em gọi chủ nhà rồi, ông ở kế bên đây nè. Anh. Dạ con chào chú Tư. Chào chú. Chú khỏe hả chú? Chú khỏe. Cô bạn Quỳnh Ly của con đi đâu rồi chú? Cô bạn của mày hả? Dạ. Dạo này về khuya lắm. Có khi cả tuần không về nhà luôn. Tao không biết cổ làm cái gì mà về khuya quá. Nhưng mà ngại, tao không dám hỏi. Ủa chú Tư không biết cô ta đi đâu sao? Sao tao biết được. Cũng may là tiền nhà mày trả liền cho tao 6 tháng. Chứ mà muốn tìm cô ta để mà lấy tiền nhà thì tìm cô ta chui lắm đó. Chú Tư có biết khu này có nhiều hợp đêm hay vũ trường gì không chú? Gì? Hợp đêm? Vũ trường? Là cái gì ta? Ta không biết. Dạ, cái chỗ mình uống rượu có mấy cô gái phục vụ đó chú. Là bia ôm á. Mới tới mà tụi bay muốn tìm gái rồi sao? Dạ không.
Bạn con lâu lâu xuống đi chơi nên muốn tươi mát á mà. Ở đây thì ít có quán bị ôm lắm. Hay họ làm lén gì ta không biết. Đó, bây giờ tụi bay đi hỏi thăm ngoài chợ hay là mấy thằng sẽ ôm, tụi nó rành lắm. Sao hồi nãy con hỏi chú, chú nói liền là bị ôm mà. Thì tao coi phim thấy uống rượu, bia, có gái đi ôm là bị ôm vậy thôi. Còn ôm giấy đầm xinh xinh á, là tao biết chỗ nha. Hay gì chú Tư? Chú Tư biết vũ trường luôn hả? Nó ở địa chỉ nào vậy chú? Ủa, ôm vậy là vũ trường hả? Ôm mà cũng có trường dạy luôn sao? Dạ có. Nè, bây giờ tụi bay đi hướng này nè. Dạ. Ra đó quẹo phải khoảng 3 cây số nữa thấy. Dạ. Ở đó có 2-3 cái vũ vũ nhảy nhảy đầm đó. Dạ. Đi đi. Dạ con cảm ơn chú Tư. Thôi tụi con đi nghe chú. Khoan. Mày có vô nhà nghỉ á, tao mở cửa cho vô. Ở đó tối mới có nhảy đầm đó nha. Hay là mình vô nghỉ chút xíu đi anh. Dạ nhờ chú mở cửa cho tụi con vô nghỉ ngơi tắm rửa một chút cho mát. Tụi bây chờ tao một chút nha, tao vô lấy chìa khóa. Dạ cảm ơn chờ chú nha. Anh yên tâm đi, ở đây rất là an toàn. Trong khu này toàn là người của mình không à. Chú từ hồi xưa là bộ đội biên giới Tây Nam đó. Phục viên xong chú lấy vợ rồi sinh sống ở đây. Ông hiền và vui tính lắm. Thôi mình vô nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, xong mình đi nghe anh. Nếu muốn an toàn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây xong, mình phải tìm cho Quỳnh Ly một chỗ ở mới. Tôi sợ ở đây sẽ bị lộ đó. Dạ, em sẽ trình lại việc này với cấp trên để xin ý kiến. Chú. Tụi bay theo tao. Dạ. Tụi bay nghỉ ngơi nha. Dạ cảm ơn chú Tư. Cô Quỳnh Ly này sao bị bổn quá. Chắc có lẽ là cô ấy buồn cho nên mới mượn Ruby để giải sầu thôi. Chuyện gì vậy anh? Cô ấy đã sử dụng lại ma túy rồi. Lát nữa hai đứa mình đi coi ở đây có bao nhiêu vũ trường. Tối nay bằng mọi giá phải tìm cho ra cô ta. Dạ. Lát em đi điều tra liền. Anh tắm rồi nghỉ ngơi đi nghe. Để em ra kiếm đồ gì hai anh em mình ăn. Kỳ này anh đi ăn mại rồi anh Thành ơi. Cù lũ bả đao. Bố lâu, dỡ bài ra rồi nói mày. Anh Thành đã nói như vậy rồi, sổ chấp anh luôn. Cù bả đao. Sao anh? Lần này tao mà thua, tao chặt cái đầu làm ghế cho mày ngồi luôn. Ghế hả?
mày đi đâu vậy? Dạ, em đi vệ sinh anh. Muốn đi á, thì xong bàn rồi đi. Sao xong rồi anh? Dỡ lên mày, dỡ đi. Dỡ, tôi sợ lẹ đi. Vậy em dỡ nha. Cùi bắp. Rồi, em nuốt anh Thành luôn nha. Chú tiêu luôn. Rồi, chung đi. Chung mày nè. Chung mày. Vậy em quậy với anh đúng không? Quậy đúng không? Em chung này. Rồi. Chung mày. Ây, xui quá đi. Chơi thêm ván nữa mà thua là dẹp nghỉ khỏe nha. Chuyện gì vậy? Có ăn phải có thua chứ. Mày ăn hoài ai mà chịu cho nổi. Anh Thành kìa, từ hồi sớm tới giờ thua hoài có than vô mày không? Mày không thấy mấy hôm nay tao thua hoài mày? Kệ mày. Thua hoài chán của mẹ. Dạo này anh Hùng có phi vụ gì cho anh em không anh Thành? Ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra. Tụi mình đang làm mưa làm gió, bảy búa gì làm nội gián nên bị anh Hưng trừ khử rồi. Anh Thành vừa mới lên thay, trời ơi, chưa làm gì hết trơn trọi á, tự nhiên gặp tôi Hiền Tùng. Rồi cái im re em thương thích như chó gặp mưa luôn. Rồi bây giờ hàng thì không có, mà bên thằng Tùng thì hàng quá nhiều. Ta cũng chả hiểu sao nữa. Má nè, có bao nhiêu món ngon nó gom hết rồi, mà ta không biết nó có cái gì mà đại ca ngán nó nữa. Không hiểu tại sao đại ca lại sợ nó nữa. Chắc có lẽ đại ca bị nó thóp điều gì rồi nên mới im lặng vậy. Chứ theo tao biết á, tính tình của đại ca cũng liều lắm. Thằng nào muốn chơi là ông chơi khô máu thằng đó luôn đó mày. Tao nói thiệt với mày nha, nếu đại ca ra lệnh xúc nó, tao là người đăng ký đầu tiên nè, quyết tâm lấy lại công bằng luôn. Công bằng gì? Chuyện tao với mày bị tụi nó ăn hiếp đó, xem chút đốt xe mình nè. Má, cái chuyện đó sôi gan thiệt chứ. Cái đó là món nợ không đội trời chung luôn á. Alo, em nghe này đại ca. Dạ, em biết rồi. Giải tán đi, anh? Mai chơi tiếp. Bài đang ngon mà. Tao kêu giải tán thì giải tán. Đại ca kêu mình tập trung để chuẩn bị xuất phát. Có hàng ngon hả? Mới nghe nói có liền, công nhận miệng mình linh thiệt. Nói cái là có. Quá linh luôn. Phen này là có tiền mở sòng bạc chơi thoải mái rồi. Đi tụi bay. Dạ. Anh Thành thua nhiêu anh Thành? Lo làm việc đi. Mày thua nhiêu? 4 chai. Anh thua mười mấy chai rồi? 4 triệu. Mười mấy triệu. Nói anh nghe kìa. Đâu có sao. Xong lô hàng này là có tiền chơi xả láng rồi, hiểu không? Chừng nào có tiền đi rồi tính. Trời ơi. Ê. Gì à? Tới rồi kìa. Dạ chào anh Hưng. Dạ chào anh Hưng. Thành Trắng đâu? Kêu nó chuẩn bị đi gom hàng. Điểm cũ. Dạ. Anh Thành có chút việc nhà, nghe nói đâu là con anh bị bệnh. Dạ đúng rồi đó anh. Lúc chưa có vợ thì sung lắm, bây giờ có vợ rồi sợ vợ như cọp vậy đó. Làm ăn mà cứ sợ vợ hoài thì nghĩ mẹ nó đi. Mày về mày nói với nó, khi nào tao gọi là phải đi liền. Dính líu vợ con mà xảy ra chuyện là tao giết đó đó. Đi. Dạ anh Hưng đi. Chào anh.
chào. Thằng Thành. Dạ. Mày chia hàng này thành hai phần. Một phần mày đem về chỗ của mày phân phát cho mấy đứa nó. Còn phần còn lại, hai thằng bay đem về chỗ vũ trường của thằng Phan, chia cho tụi nhỏ nó bán. Dạ. Tụi nó đang đối hàng đó, nhớ làm liền đi để mất khách. Dạ. Dạ. Làm theo ý của tao dặn. Cẩn thận, dạo này công an canh chừng gay gắt lắm. Nếu xui gặp tụi nó thì thủ tiêu hàng để cho đảm bảo bí mật, sau đó tẩu thoát. Dạ. Dạ em hiểu rồi. Anh hãy yên tâm đi. Thôi tất cả giải tán đi, ở đây không tụ tập được lâu. Bây giờ chia nhau mỗi đứa ra mỗi hướng, giữ hàng cho cẩn thận. Đi đi. Đi. Em đi anh. Em đi nha. Đi đi. Tao đói quá, hay là mình kiếm cái gì ăn đi. Đem hàng gì đi rồi ăn. Tao đói bụng rủng rồi, giờ không có đi nổi nữa đâu. Lát á mình ăn xong á, rồi mình qua bên kia giao hàng cũng được mà. Mày thấy không, ở đây quá trời hàng quán luôn, dễ kiếm đồ ăn hơn. Chứ qua bên kia có quán nào đâu mà chọn, đúng không? Với lại mình á còn nhiều thời gian, có chết gì đâu mà mày lo. Mày khùng hả mày? Hả? Chết chết mình mày đi. Trời đất ơi, gói hàng mấy trăm triệu giỡn hả mày? Giờ mày đói đúng không? Ừ. Đói đi, tao tấp đại vô quán nào đi. Quán kia được không? Ê, quán đó đi. Ờ. Dạ em chào anh ạ. Dạ chào hai anh. Dạ hai anh dùng gì ạ? Cho anh dĩa cơm chiên cá mặn. Dạ dạ dạ. À, toilet đâu vậy? Dạ bên kia kìa anh. À quên nữa, cho anh ly cà phê đá. Dạ. Ngọt chút xíu. Dạ à. Dạ. Dạ. Mẹ cái thằng, không cẩn thận gì hết, để tùm lum tùm la. Dạ cho em gửi cà phê anh. Dạ. Mẹ mày giữ mặt tao mày. Đang đói đưa cà phê ra. Dạ. Muốn chết hả? Anh cảm phiền giùm, tại đồ ăn đang làm. Anh dùng nước trước đi ạ. Dùng trước cái đậu của mày á. Nước là của thằng kia. Hiểu không? Dạ, nó đi dạ. Vệ sinh rồi. Dạ. Hồi nó bước ra mà tan đá, nó đá với con mặt của mày á. Biết không? Dạ dạ dạ. Dạ em xin lỗi, để em đem vô. Anh kêu thì em đem được ra. Rồi. Để đi. Dạ. Dạ dạ. Mẹ dạ, giữ mặt với tao dạ, hả mày? Dạ em xin lỗi anh. Dạ, dạ 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 em xin lỗi. Có chuyện gì chú? Ông coi là lính không đi, làm ăn súng nhăn vậy? Chú thông cảm dạ, cho, nó là lính mới. Cái thằng này sao mày làm ăn vô ý vô tướng vậy? Dạ 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 em xin lỗi anh, em lỡ tay em lỡ tay hả? Mày tin tôi chặt tay mày không? Dạ dạ em xin lỗi. Dạ dạ. Có bị gì không? Để tôi giúp đỡ. Giúp đỡ cái gì? Biết cái gì trong đây không mà giúp đỡ? Mày lấy ra coi bên trong có cái gì, rồi lấy khăn lau cho người ta. Dạ 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 em lau liền.
Thôi đi. Nhà vệ sinh ở đâu? Dạ ở bên này ạ. Má còn thằng chó đấy nữa. Má đói bụng rồi vô đây. Làm gì chui vô nhà vệ sinh lâu dữ vậy trời. Cái ngày gì đâu. Tân. Tân. Mày làm gì ở trong lâu dữ vậy? Sao nói không trả lời mày? Mẹ, đi toilet không bị đặt ngại nữa. Hên quá, không có ướt. Ai vậy? Tao à. Hả? Mày sao vậy? Sao mày đánh tao? Mày khùng hả? Sao tao lại đánh mày? Rồi gói hàng đâu? Mày giữ mà. Thằng Thành giao hàng cho tụi bay chưa? Tụi bay giao hàng hết chưa? Mẹ nó, hàng đang thiếu mà lại còn mất hàng nữa. Tao mà biết thằng nào lấy hàng á, tao móc mắt tao môi ruột nó cho coi. Anh cho tôi hỏi, anh có thấy ai giống trong hình không? Dạ không anh. Cảm ơn. Em mời anh. Uống đi. Mời em. Mời anh. Anh ăn nha. Dạ. Hai em có biết cô gái trong hình này không? Dạ không. Trời, anh tìm làm gì cô gái ở trong hình vậy? Tìm người bằng thịt bằng xương như em phải sướng hơn không nè. Em đảm bảo với anh á, đi với em chúng ta sẽ hạnh phúc, đúng không nè? Đúng rồi, mình đi nha. Hay là để em nhờ anh em địa phương tìm giúp, chắc sẽ nhanh hơn. Không được đâu, chuyện này phải kín đáo. Anh tin là trước sau gì cũng sẽ tìm được Willy. Thôi mình uống đi. Nè, uống. Dạ. Mời em. Mời anh. Dạ. Nè, dừng lại.
Không sao, không sao. Quỳnh Ly, Quỳnh Ly. Anh là ai vậy? Thả tôi ra. Anh đây, anh Phan nè. Anh là Phan nè. Phan nào? Phan nào? Tôi không có biết. Tôi không có tiếp khách nữa đâu. Tôi đi về đây. Em say quá rồi. Bây giờ em muốn về đâu? Để đưa em về. Tôi đi về nhà tôi. Không cần anh quan tâm đâu. Thả ra, tôi đi về. Để anh đưa em về. Phụ tôi đưa cô ta lên taxi đi. Dạ. Đi. Nhiệm vụ của em đã xong rồi. Phần còn lại để cho anh nghe. Có gì anh gọi em. Ừ, tôi cảm ơn cậu nhiều. Dạ. Trời ơi, nhức đầu quá. Mình đang ở đâu vậy trời? Sao mình lại nằm ở đây? Sao mà khát quá, khát khô cổ họng. Chẳng lẽ hôm qua mình uống nhiều lắm sao?